Kính thưa quý khán giả, tử vi Bỉ Sửu năm 2024 cho thấy đây là những người ứng với câu tiền hung hậu kết, có nghĩa là cuộc đời từ có nhiều khó khăn vất vả gian truân, nhưng từ trung vận trở đi sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp. Tuy đường công danh phú quý chỉ ở mức tốt vừa phải, nhưng nếu biết tích phúc đức thì hậu vận sẽ dư dả sung túc. Trong năm 2024 sẽ là một năm rất bận rộn, bởi công việc của bạn sẽ tăng cả về khối lượng lẫn tính thử thách, sẽ có một số khó khăn trở ngại, do đó cần có ý chí kiên định và quyết tâm cao độ để vượt qua được. Quý mệnh chỉ cần duy trì sự nỗ lực, sự kiên trì, sử dụng chiến lược linh hoạt mới phát triển được trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn nên khắc phục tính bảo thủ và bướng bỉnh của mình, phải giữ được thái độ tích cực và cởi mở mọi người để tìm kiếm thêm cho mình nhiều cơ hội và thành công. Quý Sửu 1973 nên quan tâm và trò chuyện nhiều hơn với các thành viên trong gia đình của mình, bởi đây chính là nền tảng để gia đình được hội thuận. Và đối với ai còn đang độc thân thì nên tăng cường mở rộng các mối quan hệ để có thể tìm được ý trung nhân phù hợp với mình. Người tuổi 1973 có ngũ hành thuộc mộc, gặp năm 2024 ngũ hành thuộc hỏa sẽ thể hiện về quan hệ sinh xuất, dự báo bản thân sẽ dễ bị hao tổn. Mọi việc nhìn bên ngoài thì có vẻ diễn biến thuận lợi, nhưng về cơ bản không mang lại kết quả rõ ràng gì. Trong công việc làm ăn hay đầu tư kinh doanh thì sẽ khó thu hồi được vốn. Và về phương diện sức khỏe thì người này sẽ dễ bị đau ốm, trong đó cần lưu ý bệnh về ngực. Ngoài ra thì càng về gần cuối năm càng phải cẩn thận về công việc vì sẽ rất có nhiều điều bất lợi xảy ra. Thiên can của người tuổi này là Quý thuộc hành Thủy, gặp năm Giáp Thìn. Thiên can là Giáp thuộc hành Mộc nên mối quan hệ ở mức bình hòa, cho thấy rằng những dự định hay mưu cầu về công việc, cuộc sống tuy có thể tiến hành nhưng kết quả thu về sẽ không được tốt. Về mặt tài lộc thì sẽ ở mức độ bình thường, tiền bạc tài chính chưa được hanh thông như ý muốn. Ngoài ra còn phải hết sức lưu tâm về sức khỏe vì dễ ốm đau, lâu ngày mới có thể bình phục được. Và Ví Sửu năm 1973 sẽ có địa chi là Sửu, gặp năm 2024 địa chi là Thìn, nên mối quan hệ thuộc vào tứ hành xung. Điều đó cho thấy trong năm Giáp Thìn, công việc làm ăn cũng như đầu tư kinh doanh sẽ có thể có những chuyển biến không được thuận lợi. Ngoài ra, còn phải hết sức thận trọng trong mọi việc vì rất dễ vướng phải những chuyện thị phi. Phần gia đạo sẽ có những chuyện buồn phải di chuyển nhiều nên phải cẩn thận về xe cộ. Ví Sửu 1973 sẽ có cung phi là Ly thuộc hành hỏa, gặp năm cung phi trắng thuộc hành mộc nên mối quan hệ chủ về sinh khí. Đây là một sao tốt nên công việc có cơ hội mở mang thêm. Mọi sự mưu cầu danh lợi đều tương đối tốt. Ngũ hành cung phi của năm 2024 sẽ tương sinh với ngũ hành cung phi Ly của 1973. Chính vì vậy mà người này sẽ có quý nhân phù trợ, gặp được may mắn và có nhiều tin vui trong gia đình. Về sau chiếu mệnh tử vi Ví Sửu 1973 thì năm 2024 của năm 2024 là sao Kế Đô. Sao Kế Đô là một hung tinh gây rất là nhiều bất lợi, bởi nó có thể mang lại sự buồn rầu, tang tóc hoặc là tai họa khó lường. Do đó cần phải thận trọng trong mọi công việc, trong khi di chuyển xe cộ hoặc là về sức khỏe. Lưu ý nhất là trong năm Giáp Thìn 2024 ở các tháng 6 nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch là hạn địa vận, còn gọi là tiểu vận. Thì đây là hạn chiếu tử vi Ví Sửu Nam Mạng. Năm 2024 sẽ chủ về chuyện phiền muộn nếu đi chơi xa vào ngày Tức, giờ Tức. Bên cạnh đó cũng phải cẩn thận về lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với mọi người, trong họ hàng có thể xảy ra tan gia. Còn trong năm 2024 thì gặp hạn địa vận,
Công việc làm ăn sẽ không được lợi, có nhiều khó khăn và dễ bị bỏ cuộc giữa chừng. Tiếp theo là luận giải lá số tử vi của Bích Sửu 1973 theo 12 tháng. Tháng 1 âm lịch thì sẽ gặp được nhiều niềm vui và may mắn trong năm mới này. Còn tháng 2 âm lịch thì sẽ bắt đầu công việc khá thuận lợi và cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Trong tháng 3 âm lịch thì công việc sẽ tương đối may mắn, thuận lợi, sẽ được quý nhân giúp sức. Còn về tháng 4 âm lịch thì công việc tương đối may mắn, sẽ có quý nhân phù trợ. Trong tháng 5 âm lịch thì công việc sẽ tương đối ổn định và cần phải tập trung mới có thể phát triển nghề nghiệp ở mức cao hơn. Còn trong tháng 6 âm lịch thì công việc của tháng này có nhiều áp lực nhưng không cần quá lo lắng vì bạn sẽ có cách xử lý tốt đẹp. Bạn cần phải tập trung để phát triển bản thân và phát triển nhiều hơn để dễ dàng vượt qua được mọi khó khăn. Còn trong tháng 7 thì đây là tháng cô hồn nên công việc sẽ bị chững lại một phần nào đấy. Tuy nhiên sẽ có tin vui từ gia đình mang lại. Còn tháng 8 thì là công việc sẽ được tương đối là ổn định. Quý bạn cần phải tập trung hơn để phát triển nghề nghiệp của mình. Còn trong tháng 9 thì tháng này tốt với vận may tương đối lớn. Hãy mạnh dạn đầu tư tiến hành những dự định hoặc là công việc mà bạn đang muốn làm, mà công việc mà bạn từng theo đuổi lâu nay. Còn tháng 10 thì mọi việc sẽ tương đối là hanh thông. Việc buôn bán đầu tư sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, sẽ có được nhiều tin vui từ gia đình và công việc đưa tới. Trong tháng 11 thì thời điểm tốt nhất để bắt đầu các công việc như là kinh doanh online, buôn bán hay là mở công ty, đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản đều đạt được tương đối là thành công. Tháng 12 âm lịch mọi việc đều thuận lợi, cũng như có thì nhiều tin vui về công việc mang đến. Quý anh chị thân mến, khi nhìn vào sự nghiệp của những người thuộc tuổi Quý Sửu 1973, ta có thể thấy rằng đó là một chặng đường đầy những thăng trầm, nhưng luôn biết cân bằng giữa cao trào và khó khăn. Họ không phải là những người thường xuyên đạt được những thành công rực rỡ, nhưng cũng không bao giờ chìm vào vực thẳm của thất bại. Đặc biệt, từ tuổi 48 tuổi trở đi, họ bắt đầu sẽ đi vào giai đoạn ổn định và vững chắc trong sự nghiệp. Đến khi 55 tuổi, khía cạnh tài chính của họ trở nên dễ thở, không còn phải vật lộn với những ấm ức, lo âu về tiền bạc. Điều đó đồng nghĩa với việc họ có một khoảng thời gian dài trong cuộc đời để thực sự tận hưởng những thành quả của mình, không phải đối diện với nhiều bất ngờ và những khó khăn bất trắc như trước nữa. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy cho một like, một comment và một chia sẻ. Kính chúc quý anh chị năm mới an khang, thịnh vượng.